Em review cho anh chị một đoạn đường quốc lộ 51 qua thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì tiện đây em xin giới thiệu về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho anh chị. Bà Rịa Vũng Tàu là một tỉnh rất là phát triển, có GDP và nộp ngân sách đứng thứ ba cả nước, gấp đôi tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên và cả thành phố Đà Nẵng nữa, gấp 4 thành phố Cần Thơ. Thì anh chị hình dung là nó phát triển như nào, chỉ đứng sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thôi. Thì em lấy ví dụ như này cho anh chị dễ hình dung. Ví dụ anh chị là kinh doanh, mỗi ngày đút và két được khoảng 1 tỷ, trong đó là ngó sang hàng xóm xung quanh chỉ cất đi được khoảng 100-200 triệu, thì anh chị hình dung là nhiều tiền như thế nào. Bà Rịa Vũng Tàu là một tỉnh rất là đặc biệt của cả nước, có đầy đủ mọi nguồn tài nguyên khoáng sản, có cảng biển, có các khu công nghiệp rất là lớn và có các dịch vụ tài chính. Đó là nói chung về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Còn về thị xã Phú Mỹ nói riêng, thì thị xã Phú Mỹ có những gì? Thị xã Phú Mỹ thì được thành lập từ năm 2019 lên đô thị loại 3, và đến từ giờ đến năm 2025 sẽ lên đô thị loại 2, lên thành phố Phú Mỹ. Thì làm sao mà thị xã Phú Mỹ có thể phát triển nhanh chóng đến như vậy? Phú Mỹ có những cái nguồn lực gì, có những cái tiềm năng gì, có những cái điều kiện gì mà phát triển nhanh chóng như vậy? Thứ nhất là thị xã Phú Mỹ có cái cảng biển rất là lớn, lớn nhất của cả nước và đứng thứ 19 của thế giới. Có cái cảng biển sâu, có thể đón được các cái tàu vận tải lớn nhất thế giới mà các cái tỉnh khác của Việt Nam không có được. Có các cái hệ thống logistics rất là thuận tiện cho phát triển công nghiệp. Có các cái khu công nghiệp rất là lớn và trở thành thủ phủ của khu công nghiệp của Việt Nam, lớn nhất Việt Nam. Những năm gần đây thì thị xã Phú Mỹ phát triển rất là nhanh chóng, luôn dẫn đầu của cả nước về phát triển công nghiệp. Thì các cái doanh nghiệp vào đây rất là thích kinh doanh ở khu vực thị xã Phú Mỹ, bởi vì các cái thuận lợi về logistics, giao thông và vận chuyển hàng hóa đi quốc tế. Khi một địa phương nó thuận lợi như thế thì các doanh nghiệp vào rất là nhanh chóng luôn. Thì kéo theo đó là các cái lao động của các khu vực khác đến làm ăn sinh sống rất là đông, rất là nhanh, nên là Phú Mỹ càng phát triển nhanh chóng hơn. Thì khi mà dân đến đông rồi ấy, phát triển nhanh rồi thì kéo theo cái giá trị bất động sản cũng tăng lên rất là nhanh chóng, thì cơ hội đầu tư rất là nhiều. Bởi vì sau này thị xã Phú Mỹ sẽ được phát triển thành một thành phố công nghiệp cả giống như là Thượng Hải của Trung Quốc. Với cái phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây luôn dẫn đầu của cả nước, thì thị xã Phú Mỹ sẽ sớm trở thành một cái thành phố rất là mạnh mẽ, rất là phát triển sau này. Và đến năm 2023 này bắt đầu khởi công đường cao tốc đi Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh, thì sẽ là tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp càng mạnh mẽ hơn nữa. Đấy là em chia sẻ về thị xã Phú Mỹ. Thì đấy là những cái cơ hội để anh chị có thể đầu tư vào thị xã Phú Mỹ rất là mạnh, rất là hiệu quả. Cảm ơn anh chị đã theo dõi nhé.